Yes. I need food. Start the game already. Vâng, chúng ta nhận thi đấu đầu tiên. Thể loại Zano, một giai game thủ rất nổi tiếng, rất đình đám gần đây. Vâng. Game thủ giai game thủ là S2 vô tình không không không, tức là Lê Văn Hải. Và game thủ anh tên là yêu, tức là Lê Văn Nghị. Xin nói trên hai cái chủ của em là Lê Văn Hải, tức là S2 vô tình không không không, thì anh đến từ thành phố Hưng Yên, là thành phố Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là huyện Khoái Châu. Vâng. Còn Văn Nghị thì anh sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ. Nói chung về hai độ nổi tiếng hai game thủ là chúng ta không phải nói nhiều. Và Ngân Định Ly thì anh chuyên đi đánh độ các giải tầm vô quốc tế. Còn hai vô tình thì vâng, quả đôi rất đẹp, rất tươi. Còn hai vô tình thì anh cũng nói chung là cũng là một game thủ không phải là nổi tiếng mà quá nổi tiếng rồi. Vâng. Ở môi trường sư phạm kỹ thuật thì anh đã từng giao lưu quá nhiều đối thủ mạnh rồi. Anh từng tuyên bố là anh là vô địch của khoa cơ khí. Vâng, rất kiểu, rất quá đấy. Trận đấu này người xem rất là mong chờ. Vâng, rất hay, rất căng cò. Vâng, trận này thì anh cầm Baby Long, nhà anh rất đẹp rồi. Quả đôi đã được cả hai bãi luôn. Và một hiệu này thì nói chung là đưa về nhà chính là chuyện quá đơn giản rồi. Đối với anh thì không có gì khó, đối với tôi thì nói chung là nó dễ thôi. Vâng. Gần đây thì anh có chia sẻ với tôi là anh rất muốn được giao lưu các game thủ nổi tiếng, anh lấy lại phong độ thời đỉnh cao. Hôm nay thì tôi trong một rất là tình cờ, trong một buổi là tôi đang nằm ngủ trưa và uống nước chè hút dư thuốc, và tôi có nhận được một tin nhắn là hôm nay có kèo đâu không em. Vâng. Em thì tôi vâng, tôi đã sắp xếp cái kèo này rất là hay, dần phục vụ quý vị. Vâng, trận này rất tươi. Hiệu này về nhà thôi. Vâng. Anh tên yêu cầm IA, vâng, khó rồi. Trận này rất hay rồi, trận rất hay. Baby nhà giàu và gặp IA chắn tuyển, kể cả không giàu thì cũng sẽ phụ. Rất hay. Còn hiệu này chết rồi. Nhà anh thế nào đây? Nhà anh thì nằm trọ được 3 giờ. Không biết, tôi đoán rằng nhà anh tên là yêu tầm độ 3 giờ, 9 giờ thôi. Nằm solo hụt. Big E mất 1 giây rồi, rất tiếc. Trận này đồ ăn của anh là mắc binh rồi. Không biết là anh ép đời của anh như thế nào đây. Vâng, bài này tôi nghĩ anh nhìn phải 2-3 dân ép vào đầu người. Vâng, để chống lại cái sự phụ phạm của Yamato. F2 vô tình có chia sẻ với tôi rằng là dạo này thì anh đánh hơi hơi nhiều, nên là phong độ của anh cũng sa sút. Lý do này là ở lớp thì cũng không có nhiều người chơi chế, nhưng gần đây có một game thủ nổi tiếng cũng nổi lên rất kinh, đó là vừa đã có sự tân lạnh lùng tân mình, anh đánh rất bay và anh rất khủng, tân chuyên ra F2 vô tình solo rất tươi. Vâng, ba con hiêu này sẽ về thôi. Đối với tôi, ba con hiêu để về chuyện là chuyện bình thường và đơn giản. Vâng, anh cũng vậy thôi. 17/20 là tham lai của anh. Thử xem nam thế nào. Vâng. Ôi trời ơi, 19. Vô tình chậm dân. Em đánh kiểu gì vậy? Tôi chết rồi. Trận này khó rồi anh rồi. Không biết là anh đánh cái sao mà chậm đến 2 dân. Nói chung là nhà anh thì ngoài hai bãi này chỉ có bãi yêu này thôi. Nhưng thế là quá đủ để ép đời để chém rồi. Đủ anh, của anh là bác Vinh. Chó ăn cái cũng là kia, đúng rồi, bao nhiêu này chăng ra, đúng rồi, anh rất tỉnh, đúng rồi thôi. Đấy, đấy, rất khôn, anh cái này thì anh thắng, có khi anh cơ cửa thắng, anh lại có rồi. Tôi xin nói thêm là game thủ đã vô tình, con game thủ có đỡ ông rất thông minh. Tuy là anh thì không được cao to như game thủ anh tên là yêu, nhưng là đầu anh rất thông minh, anh bắt đầu rất tốt, trí nhớ rất là bát đi cả. Còn game thủ và đi tức là Sa, tức là anh tên yêu, anh cũng thể rất lực lượng. Còn anh cao 1m80, 1m78, cao hơn cả tôi. Còn anh thì nói chung là anh không phải nói nhiều, anh chuyên đi đánh cặp game thủ nổi tiếng như tôi chẳng hạn. Còn hai vô tình thì nói chung là ngày xưa thì tôi nói một cái lịch sử ngày xưa là anh từ
từng đi theo tôi rất nhiều. À không, tôi đi theo anh rất nhiều. Chủ nguyên thủ người kia. Ta sẽ trận này rất mong chờ rồi đâu. Cái kèo tôi gạ từ lâu rồi, hôm nay em có dịp tổ chức hai nguyên thủ thi đấu. Vâng, chúng ta khán giả rất mong đợi. Vâng, phía bên kia vâng, đã cùng xem máy với tôi là Dũng Sĩ 11. Dũng Sĩ 11 nguyên thủ đợi này xem rất tốt. Vâng, anh cũng đến từ Hương Yên. Còn Tuấn BG thì anh đến từ Bắc Giang. BG biết là Bắc Giang rồi. Chúng tôi sẽ tổ chức cái kèo hay ha. À, anh kính đợi 44% rồi, rất sớm. Vâng, 25 dân của anh và 26 dân của Văn Nghị Ly. Vâng, Nghị đánh rất trâu dân, rất hay. Không biết là thế nào đây. Anh định đánh gì đấy? Vâng, đánh ga rồi. Anh bò rất rộng, bò rộng thế này thì có bất lực không? Vâng, cũng rất tỉnh. Nếu mà chỗ này là nó mà hỏng ra thì đen quá. Chỗ này thì nó chốt cái BM ở đây. BA đây. Vâng, lên đời xong rồi. Rất sớm. Không biết là Nghị đánh kiểu gì mà như hết dân. Rất tươi. Vâng, mười bao nhiêu anh kích đây. Rất chuẩn mực, 147 anh kích đời. Cái 25 dân baby. Để xem thay em làm như nào. Vâng, và 17% của cái thủ anh tên yêu. Tức là trận này thì anh tên yêu là không phải nghèo rồi. Vâng, xem đây được. Vâng, anh đây là rất sớm, sớm hơn Văn Nghị Ly kìa. Vâng, có khả năng là Văn Nghị Ly trận này anh sẽ đánh cung Nga sao. Vâng, tôi nghĩ là không vậy. Vâng, anh đánh được. Rất sạch. Vâng, bò kín mít luôn. Đúng là một đẳng cấp của nguyên thủ của ta. Vừa nãy thì anh có chia sẻ với tôi là chuột anh đang bị tích núp. Vâng, nói chung với các nguyên thủ ta, chuột có xấu thì anh đánh vẫn hay thôi. Vâng, anh quyết định là để con giòn nhà thủ dâm luôn. Thủ dâm luôn, nhưng mà thủ dâm cái này thủ dâm ít thôi, thủ dâm nhiều quá nhiều là sẽ rất là yếu, rất là mệt. Nên là dò đến nhà người ta, đúng không? Anh quyết định chẳng lúc rất nhiều, anh thủ hù sao? Không. Rất hay, trận này rất là căng. Anh nên dò chỗ này lại đi anh, hồ chỗ này nó mà thủ ra thì anh to anh. Vâng, hai bãi vàng thì mấy rồi, không phải lo thiếu vàng rồi, vàng thủ thì không phải vàng ngoài rồi. Rất hay. À, để đợi sau. Vâng, anh tên yêu lên đời rất muộn, rất khó rồi, thật là khó cho anh rồi. Vâng, con lạc đà đầu tiên sinh ra, lạc đà thì chém thì cũng nói chung là không. Nhưng mà anh đã tương đối chuẩn rồi, anh đã nâng. Xem nào. Vâng, xuất hiện rồi. Vâng, công giao đầy đủ chứng tỏ giá nghị 1.000 rất rộng. Vâng, đừng nói với tôi là đít mạng trận này. Trận này mà đít mạng thì đen quá. Rất bàn thì căng. Cái gì đây? Dường như là đã mất mạng rồi. Rất hay. Tôi đoán là chỗ này hở rồi. Vâng, được rồi. Vâng, Dũng Sĩ thì đã bị đi connect rồi. Xin lên đời đến được anh nào. Ủa, vâng, thôi chết rồi. Anh tên yêu lên đời sau rồi. Nguy hiểm rồi. Ô vâng, có chém rồi. Ô không, hai con chém bên nào xuống tôi đúng không? Chết rồi. Rất căng.
lao anh ra em rồi một đường đi quân đội của anh rồi. Rất là mệt, rất nguy hiểm. Vâng, em là một tình nguyện chém thủ luôn. Bài này tôi đã từng thấy nhiều rồi. Vâng, luôn rất chậm lại, rất hại. Vâng, điểm công nghệ của anh tên là yêu là 2 và của em vô tình là 1, chứng tỏ là anh tên yêu là công giáp đầy đủ, chưa nâng chặt gỗ. Cái này có vẻ là khả năng là tôi giữ lại chưa đi A được. Đi A thì mình có chặt gỗ rồi. Vâng, em này vô tình quyết định lên A. Và nói chung là để mà nếu mà IA Moto mà không chém phú được baby ngay từ đầu thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Khó nói lắm. Và anh chém cuối. Và con thủ ghê rồi. Và phần chém này cũng sẽ nằm xuống thôi. Và 5 dân của game thủ. Anh nghe cái gì rồi? Anh có bánh xe rồi. Rất tươi. Nhà anh trận này có là quá khủng rồi. Không phải nói gì bàn rồi. Tôi sẽ xem qua ít tham lai. Vâng. Vâng, tham lai của Nghị đang đè. Chứng tỏ là anh phát triển tay to rất kinh. Vâng, anh đi lên đá xem. Để xem nào. Vâng. Vâng, điểm công nghệ của anh là 7 và của SF vô tình là 3, chứng tỏ là anh đã lên công A rồi. Chắc chắn là vậy. Thế kinh nghiệm là tôi là 7. Anh lên A rồi. Chắc chắn là như thế. Vâng, bãi quả rất hay. Nhưng anh không ăn. Hôm nay chắc là anh đã tỉnh đấy rồi, nhưng anh rất khôn, tỉnh, anh rất tỉnh và đẹp trai. Chắc chắn là anh đã lên công A rồi. Vâng, 2 cặp, 4 cặp, 5, 6 con chép. S2 vô tình, tôi chia rồi. Thôi, không ngu được con chém này. Rất khó để công vào nhà anh S2 vô tình, nhà anh rất khủng. Anh có phát hiện thằng dân để chơi hay không? Chặt gỗ anh đang chưa? Vâng, đang chặt gỗ rồi. Quan điểm công nghệ hiện giờ bây giờ đang là điểm công nghệ của Văn Nghi lên là 8 rồi. Vâng, rất trâu bò của anh giúp sự của anh ai vô tình mới chỉ là 4. Nhanh thì nằm trọn luôn ở góc này. Vâng, 6 giờ luôn. Rất hay. Không biết là anh định đánh gì đây. Không lạc đà thì khắc chém rồi. Ô không vào được rồi anh ơi. Đi đâu vào đấy. Ô vào được. Thôi chết rồi. Thôi nghị chủng ngoài này đen rồi. Anh đen rồi. Nó biết sao được đây rồi. Chém luôn. Chém mà lao lạc đài này. Ui, anh rất trâu chém vâng. Rất nhiều chém. Ui anh 3L anh không lên A. Ui 4L. Ui dồi ôi. Rất trâu. Rồi quyết định trâu chém luôn mà anh không lên A. Vâng anh có phát hiện vô thế rồi. Đó là dội anh có phát hiện đâu này không. Chạy đi. Ôi ok chạy dẫn kìa. Vâng, rất hay. Vâng, anh cũng có thủ. Rất hay. Vâng, vâng, cũng không thể đùa với Nghị được vâng. Nghị lên ngủ rất tự nhiên. Vâng, tôi biết rồi. Vâng, mắc chém, đang anh hẹn tắt giao thông ở đây. Vâng, rất trâu chém trong lao vào nhà em vô tình. Anh có phát hiện điều này không? Vâng, ô đông quá, đông quá. Vâng, ô anh tách chém rất là ma quá. Chúng ta phải nhìn thấy độ ma quái ở đây khi đối thủ. Ờ, Văn Nghị Uy. Vâng. Cũng khá là nhiều dân của anh. Nghe anh có thể nhận trận này nằm xuống. Vâng, khá nhiều chèo đã bị chết rồi. Chèo anh đi ra chèo 4 rồi. Không 4 cộng điểm rất là. Vâng, cũng chết rồi. Vâng, S2 của này nhá này khả năng là nằm rồi. Rất khó cho anh rồi. Chúng ta nhìn thấy độ mang quá nguyên dụng anh tên nhiều. Sự năng cũng thủ đánh độ rất nhiều. Và tôi sẽ quay lại thả lại một chút. Vâng, kin của anh là 27 và kin của S2 vô tình chỉ là 13. Rất
rất khó. Rất nhiều chém, một kích chém lớn của game thủ anh tên yêu. Rất khó rồi, cờ vợ bị quên rồi. Chả có cộng 4 là cả đâu, anh tên yêu rồi. Rất khó rồi, là phải gửi con. Yes. Chúng ta đến trận lần thứ 2 thôi. Vâng. Yes. Cái này tôi sẽ chuyển sang anh đánh thủ. Anh tên yêu để xem anh đánh đấm thế nào và anh đánh ra hàng kinh như thế nào. Vâng. Nhà anh thì cơ cấu thì cũng không gọi là nhiều tay to quá, nhưng mà anh không biết anh ăn hoang hay là anh liếm láp vào đâu mà lực anh khỏe như thế. IA để đánh như thế là cũng bình thường thôi. Cái tham này không đánh được rồi, để tham đè kinh quá, anh lên lời muộn, đánh rất chắc bại. Nhà ai vô tình thì có khả năng là anh ngồi nhà anh đánh bằng laptop thì tôi thông cảm cho anh. Anh cũng qua cái thời kỳ đỉnh cao rồi. Ra đến trận đấu thi đấu thứ hai ở thì đoạn gian đôm ra game thủ rất đình đám và nổi tiếng, gây rất nhiều tranh cãi hiện nay. Vâng, anh rất kinh. Vâng, tôi sẽ gọi game thủ Dũng Sĩ Diệt Mồi vào. Vâng, Dũng Sĩ thì là bạn thân của tôi rồi. Tôi sẽ gọi anh vào cho anh chứng kiến cái trận này. Vào đi ông, vào đi anh ơi. Yes. 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 Yes, yes, yes. I need food. Yes, yes. Give me some stone. Give me some stone. Yes.
out. Yes. Yeah.
Yes. Yes. Start the game already. Start the game already. Attack them now. No. Attack them now. I don't think so. Who's the man? Start the game already. Dead wrong. Start the game already. Oh,
Get out.